信念，我们准备好解散前路不满的人的陷阱，也要相信会看到曙光。勇敢向前，勇敢向前，勇敢向前，我们从不畏惧困难，我们要把它共同勇敢向前，勇敢向前，勇敢向前，心中不变的信念终实现。勇敢向前，勇敢向前，勇敢向前，我们从不畏惧困难，我们要把它共同勇敢向前，勇敢向前，勇敢向前，心中不变的信念终实现。Trong tập trước, cậu vui vẻ phát hiện ra thân phận của sói Sam. Cậu vui vẻ giả dạng làm người đất sét và tiến vào căn cứ sói để cứu mọi người. Trên đường đi lại bị sói Sam phát hiện ra thân phận. Cuối cùng, với sự trợ giúp của sói nhỏ, cậu vui vẻ đã thành công thoát khỏi người đất sét và tìm được các bạn của mình. Bộ phim Người bảo hộ của làng cừu, tập 27, đồng đội thật sự. Mọi người, tôi đến cứu mọi người đây. Cậu vui vẻ, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Cậu vui vẻ, mau ngoan ngoãn đầu hàng đi. Nhất định là do mình mở cửa sai cách rồi. Cái tên cậu vui vẻ đó, nếu còn dám bước vào lần nữa. Tôi đến rồi đây, cậu vui vẻ. Tôi đến rồi đây, mau đến. Đến rồi đây, cứu bọn tớ. Đủ rồi, dù ngươi có mở cửa lại bao nhiêu lần thì cũng có bao nhiêu cừu đó thôi. Là người đất sét. Bây giờ ngươi mới nhìn thấy bọn ta hả? Nhận lấy đây, cừu vui vẻ. Còn muốn chạy thoát sao? Em mau vào trong đây đi, sói nhỏ. Hãy chúng ta đi báo cho đội trưởng biết đi. Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vậy nên tình hình hiện giờ là thế nào đây chứ? Cuối cùng cậu cũng đến rồi. Mặc kệ vậy, trước hết cứ thả mọi người ra đã. Không được, đây là mưu kế của sói mắt trắng đó. Cái gì? Mỗi phòng giam này chỉ có một phiên bản thật của bọn ông thôi. Còn ba phiên bản còn lại chính là người đất sét biến thành. Trông giống nhau quá đi. Nếu giờ cậu thả chúng ra khỏi phòng giam, chúng sẽ xông vào bắt cậu ngay đấy. Cậu vui vẻ, làm sao bây giờ? Lẽ nào phải ở đây mãi mãi sao? Đừng có ở đó bắt chước cách nói chuyện của ta, cái đồ lừa đảo. Ngươi mới lừa đảo đó. Cứ yên tâm, tớ nhất định sẽ tìm ra được ai mới là thật trong các cậu. Sao ba lại làm hại bạn của con chứ? Con ghét ba. Không ngờ con trai lại ghét mình. Vì con trai. Vì con trai. Cùng lắm là sau này mình không bắt cừu nữa. Sói xám, chỉ cần ngươi bắt được hết bọn chúng, khi quay về ta sẽ giúp ngươi khôi phục lại hình dạng sói mãi mãi. Hình dạng sói? Đúng vậy. Mình không muốn phải sống trong hình dạng cho con nữa. Muốn được trở lại làm sói. Nhưng mà con ghét ba. Khôi phục dạng sói, mình không muốn bị con trai ghét bỏ đâu. Mau mở cửa ra cho ta. Báo cáo, hình như phía bên kia có gì đó chắn lại rồi. Vậy thì các ngươi đi vào từ khe cửa đi chứ. Nhưng mà cửa phòng giam của chúng ta làm gì có cái khe nào. Nhưng mà cũng không sao cả. Cứ vui vẻ nhất định không có cách nào có thể tìm được ai là thật đâu. Xong rồi. Vậy bây giờ chúng ta chỉ cần tìm ra rốt cuộc ai mới là cừu thật. Chỉ cần là người đất sét, thế nào cũng sợ nước cho mà xem. Giờ các ngươi đã biết sợ rồi chứ. Trốn cũng không kịp nữa rồi. À,
đã biết được thật giả chưa? Sao người đất sét mà lại không sợ nước gì hết vậy? Đương nhiên không sợ rồi. Bọn ta đã thoa rất nhiều kem chống thấm nước đó. Có điều không thể biến thành hình dạng khác nữa. Tớ không tin ngay cả ký ức mà cũng giống nhau được. Câu 1, món ăn yêu thích của cừu lười là gì? Bánh kem cỏ tươi. Câu thứ 2, cừu sôi nổi sợ nhất là gì? Con giang. Vậy cừu xinh đẹp thích nhất là màu gì hả? Màu hồng phấn. Sao cái gì bọn họ cũng biết hết vậy? Đương nhiên rồi. Tất cả bọn ta đều tốt nghiệp trường nghệ thuật và đứng đầu bảng. Đã nắm hết phong thái, năng lực và mọi thứ trong cuộc sống của từng người các ngươi rồi. Sư bá, con phải làm sao đây? Con thấy lần này chắc không cứu được mọi người rồi. Nếu như con không thể tìm được chìa khóa giải quyết vấn đề từ các bạn của mình ở đây thì hãy thử tìm từ nơi khác xem sao. Chìa khóa giải quyết? Con hiểu rồi ạ. Cảm ơn sư bá. Mình chặn cửa mất rồi, làm sao ra ngoài đây? Anh cậu vui vẻ, bên này nè. Phía bên này. Thật không ngờ, sói nhỏ, em đào cái lỗ này từ lúc nào vậy chứ? Trước đó em đã học từ cậu cậu. À không, em học được từ ba của em. Em ngoan ngoãn ở đây chờ anh. Anh đi rồi sẽ về nhanh thôi. Anh cậu vui vẻ. Chỉ cần tìm ra vũ khí của mọi người thì có thể phân biệt được thật giả rồi. Anh cậu vui vẻ, anh chào một chút. Sói nhỏ, hiện giờ anh đang đối đầu với tộc sói. Em cũng là sói, em không nên đi theo anh như vậy. Nhưng mà không phải chúng ta là bạn tốt của nhau sao? Ôi da. Cứu em với. Nắm lấy tay anh, sói nhỏ. Anh cứ vui vẻ, anh cứ nhanh đi tìm vũ khí trước đi. Không được. Cảm ơn anh cười vui vẻ. Bạn của mình gặp nguy hiểm, đương nhiên anh không thể bỏ mặt làm ngơ được rồi. Anh vừa mới nghĩ ra cách tốt hơn để phân biệt ai mới thực sự là bạn của mình rồi. Đêm hôm khuya khoắt như vậy rồi mà còn bắt chúng ta mang mấy thứ vũ khí này giao cho sói tướng quân, đúng là quá đáng. Chỉ có mấy vũ khí bé tẹo của lũ cừu thì có gì phải mang nộp chứ. Vũ khí sói tướng quân, nghĩ ra rồi. Cậu nói xem, sói tướng quân lấy mấy cái thứ này có làm được gì đâu chứ? Không lẽ là mang về để nấu ăn? Đã tiếp đãi không chu đáo rồi. Đừng cười nữa, không lại bị người khác nghe thấy bây giờ. Nửa đêm thế này trong rừng làm gì có ai xuất hiện được chứ? Các ngươi đang mang ta ra làm trò cười đó hả? Có phải là muốn thử qua nắm đấm của sói tướng quân ta không? Không ạ, sói tướng quân là người uy phong lẫm liệt, tài năng xuất chúng, hùng dũng mạnh mẽ. Làm sao chúng tôi dám mang ngài ra làm trò cười chứ? Mau thi hành hình phạt chống đẩy 100 cái ngay cho ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sói nhỏ à, em làm tốt lắm. Không phải chỉ mới làm được có 40 cái hay sao? Có phải là muốn thử qua nắm đấm của sói nhỏ, sói tướng quân ta hay không hả? Sói nhỏ à, diễn quá lố rồi. Chúng tôi thật sự cạn kiệt sức lực rồi. Vậy ăn trái cây rồi nghỉ ngơi chút đi. Cái quả đó sao nhìn quen quen nhỉ? Nghỉ ngơi một chút rồi tiếp chống đẩy phần còn lại cho ta. Vâng ạ. Hóa ra là trái cây lúc nãy dùng để ngụy trang. Nếu ăn không đủ, vậy ta cho các người thêm một quả nữa nha. Dám chơi bọn ta sao? Đừng có hòng chạy, mau đứng lại. Xem như kế hoạch đã thành công rồi nhỉ. Chỉ đành ở yên ở đây chờ đợi cậu vui vẻ trở lại thôi. Cây gậy sao? Chả có ích gì ở đây hết. Chắc chỉ có thể dùng để ấn cái nút mở cửa bên phía cừu lười thôi. Trốn thoát, cơ hội để trốn thoát. Đợi qua đi. Sao người đất sét lại mang theo cả đồ ăn để ăn chứ? Người đất sét cũng cần phải ăn nữa sao?
Cây gậy, cây gậy, cây gậy. Đúng là cừu sôi nổi đáng tin cậy. Nhưng mà cái này có hơi khó nhai. Vậy mà cũng cố ăn được sao? Phía trước cậu kìa, công tắc mở ở phía trước mặt cậu kìa. Phải rồi ha, chắc là mình phải làm giống như mấy anh hùng dũng cảm, xông lên chiến đấu giành lấy đồ ăn vặt. Cậu nghĩ cậu đánh lại bọn họ hả? Rốt cuộc cậu muốn tới làm cái gì chứ? Phòng giam của phòng giam này. Hả? Cậu muốn tớ mở cửa phòng giam cứu mọi người đúng chứ? Tớ hiểu rồi. Cuối cùng cậu cũng hiểu ra rồi. Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ có thể dịch chuyển cả thế giới. Không, tiêu rồi. Vẫn còn. Tớ bảo cậu dùng gậy ấn vào công tắc trước mặt kia kìa. Vậy thì cậu chỉ cần nói rõ ra là được mà. Nếu tớ nói to chẳng phải người đất sét cũng sẽ nghe được hay sao? Thôi bỏ đi. Hả? Các người đã muốn trốn thoát hả? Giới trẻ ngày nay đúng là hoạt bát mà. Nơi này nguy hiểm như vậy, cậu vui vẻ chắc là sợ quá nên không dám quay lại rồi. Không cho phép các người nói xấu bạn của ta. Tớ trở về rồi đây. Cậu vui vẻ, cuối cùng cậu cũng trở lại rồi. Tớ biết thế nào cậu vui vẻ cũng sẽ quay lại cứu bọn tớ mà. Lần này tớ đã tìm được cách phân biệt thật giả rồi. Trước tiên tớ sẽ mở cửa phòng giam ra đây. Cậu vui vẻ, lần này ngươi không bay đi đâu được nữa rồi. Còn muốn chạy trốn sao? Bắt hắn lại. Vũ khí của các cậu đều ở trong túi đó. Chỉ có phiên bản thật mới có thể sử dụng được vũ khí. Mau lấy vũ khí đi. Mau giành lại, không được để bọn chúng lấy được vũ khí. Tiêu rồi. Cậu vui vẻ, cậu không sao chứ? Báo cáo, đã giành được vũ khí rồi ạ. Không còn vũ khí nữa thì các ngươi đánh bại được ta sao? Dù cho có tìm được phiên bản thật thì có tác dụng gì chứ? Ngoan ngoãn đầu hàng đi. Ông xem lại thử xem cái túi đó có thực sự chứa huy hiệu thật không? Người vừa nói cái gì chứ? Đá sao? Vào lúc đối phương gặp khó khăn, có thể bất chấp tất cả để đứng ra bảo vệ. Như vậy mới chính là đồng đội thật sự. Nhờ vào các cậu nha. Cái gì? Mau chặn bọn chúng lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.